Anh em chúng em đang đến nhà anh Sang. Anh Sang vừa thì đi cùng chúng em nhưng mà vừa rồi đã anh gửi xe ở ngoài để đi xe buýt nên chúng em buổi sáng nay đây ở thị xã Duy Tiên, Hà Nam. Rồi, anh em chúng em đã đến nhà anh Sang rồi đây các bác. Đây, chúng ta cùng đi vào tham quan cái không gian nhà anh Sang nhé. Thì kỹ sư Hùng đang xuống đồ cho chúng ta đây. Bộ này thì gồm B12 nhé. Anh lấy thêm cặp chân nữa. B12, một chiếc loa siêu trầm Monster đẩy X22. Đây, chúng ta sẽ cùng vào tham quan không gian nhà anh Sang. Ấy giờ đẹp quá nhỉ, rất thoáng mát nhé. Không gian này chơi mới là dễ chơi nè. Cháu chào chú. Vâng, con chào ông ạ. Đây, sao anh? Ôi giời. Đây là loa cũ của anh nhỉ hả? Vâng. Rồi cả trăm nữa đúng không? Vâng. Trăm Yamaha. Rồi cả cái loa cái này là em xài lúc lâu lắm rồi. Đây có đôi loa giải cũ. Vâng ạ. Thế bây giờ mình sẽ đặt xem nào. Bỏ cái này ra chứ nhỉ anh nhỉ? Vâng, đây đang dùng không? Anh bỏ hết cái này. Cái này nó là đẩy bãi mà, đúng không? Vang nữa. Đây nó là NA800. Vâng, đẩy bãi. Đẩy hai kênh. Đây là loa GB hả? Nó là cỏ ấy. Vâng. Thôi cái loa này thì để lại cho anh của anh ấy đúng không? Vâng. Không gian của anh này thì dễ chơi lắm. Một đôi loa này là tuyệt vời rồi. Đây, đẩy X22, MIX321 này. Là chầm Monster đây. Em bỏ hết ra. Ngày trước em nuôi chơi đúng cái California. Vâng, anh treo đi kia đúng không? Vâng. Thế sau rồi nó hỏng rồi thì em chả muốn là bổ sung lại làm gì. Vâng. Em mua bộ này. Bỏ bộ cũ đi. Ở mình vui đường xa tiếng người
Cảm ơn anh rất nhiều.